21. Dạo này em thế nào? Em trông em mệt mỏi quá. Anh cũng có vẻ không được nghỉ ngơi nhiều. Bởi vì anh cứ nghĩ tới chuyện chúng ta nên không ngủ được. Lúc đó không phải em không muốn gặp anh, chỉ là em chưa biết phải đối diện với anh thế nào. Anh biết. Anh biết em phiền muộn điều gì. Thế nên có rất nhiều điều muốn nói trực tiếp với anh. Anh cũng thế. Đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Giờ thì kết thúc rồi. Song Kiều, anh không muốn em rời đi. Em ở lại được không? Nhưng nếu cứ tiếp tục gặp nhau thế này, chỉ càng khiến chúng ta khổ hơn thôi. Em từng nói em yêu thích công việc này. Anh cho rằng em nên tận dụng năng lực của mình để nhiều người hiểu cảm giác mái ấm gia đình hơn. Đó là một việc làm rất ý nghĩa và cũng là ước mơ của em. Gia đình chúng ta tan vỡ chỉ vì một sai lầm, nhưng anh không muốn sai lầm đó tiếp diễn nữa. Nếu chỉ một người trong hai ta được phép hạnh phúc, anh mong rằng người đó sẽ là em. Cảm ơn anh đã làm những điều này vì em. Đừng khóc nữa. Khi em buồn, anh nhìn thấy cũng buồn theo. Không có anh ở bên nữa. Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt.
bạn phải hạnh phúc nhé. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hồ Hù, cậu có kỹ năng tốt. Tôi tin tưởng giao phòng thí nghiệm cho cậu được chứ. Anh đừng lo, giám đốc Cố. Tôi sẽ cố hết sức. Ngô Vũ, tôi giao thiết bị dọn vệ sinh và việc bảo trì hàng ngày, nâng cấp hệ thống cho cậu. Cậu rất đáng tin cậy. Tôi rất yên tâm. Đông Hiền, cậu đã luôn là một cộng sự tốt, hỗ trợ tôi trong công việc. Từ giờ trở đi, cậu phải cố hết sức vì công ty nhé. Giám đốc Cố, anh đừng lo. Với cả, anh đừng gãi tai nữa. Chú Kim, đây chính là dự án của công ty trong nửa cuối năm và kế hoạch dự án. Cháu làm xong cả rồi. Cháu, sao cứ nói như thế sắp rời công ty vậy? Vì cháu có chuyện quan trọng hơn cần làm, và người quan trọng mà công ty cần không phải cháu. Bảo Trọng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi chọn việc cất đi những thứ mình muốn lãng quên và bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù nhận được một cái tát của cuộc đời, nhưng tôi vẫn nên mỉm cười cảm tạ. Dù sao thì đời tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tuấn Kiệt, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Con đi đây. Con đi thư viện học. Em đi đây. Được rồi. Ngạc nhiên hơn là có vẻ Tuấn Kiệt mình đi ăn bún thoát một đêm đã trưởng thành hơn. Cậu em trai xấu tính luôn cãi cọ với tôi, giờ lại biến thành nam sinh viên giỏi chăm học. Thời gian qua đi, tóc bố tôi cũng bạc đi. Đây, bánh bao ăn đi. Ông ấy lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều, nhưng vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ. Ông ấy không muốn chúng tôi phải lo lắng cho mình hay gia đình. Ba người chúng tôi đang nỗ lực sống tốt. Bố cũng ăn đi. Sau hôm nói chuyện với anh ấy, tôi quyết định quay lại công ty Clinford để giúp càng nhiều người hiểu cảm giác mái ấm gia đình. Công ty Clinford vẫn thế, nhưng đồng thời cảm giác lại rất khác. Nghiên cứu và phát triển. Song Kiều, đi thôi.
Anh ấy luôn thế sao? Phải, tình trạng nghiêm trọng hơn cháu nghĩ. Vậy cháu nghĩ lại đi, có cách nào giúp nó giảm các triệu chứng không? Buồn ngủ và đau đầu đều là tác dụng phụ của thuốc. Uống thuốc xong mà như thế là bình thường. Vậy bao giờ thằng bé mới ngừng uống thuốc được? Hiện giờ vẫn cần phải duy trì liều lượng. Đợi xong liều trình này, có thể giảm dần liều lượng. Giảm xong rồi sẽ không còn quá nhiều khó chịu nữa. Lúc ngủ phải nhớ đắp chăn đấy. Mơ về em nhé. Chúc anh ngủ ngon. Chào buổi sáng. Anh bạn sợ bẩn. Đến giờ phải dậy rồi. Phải nhớ chợp mắt ngủ trưa. Không thì chiều không có tinh thần làm việc. Lúc ngủ phải nhớ đắp chăn đấy. Mơ về em nhé. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Hồ Hù, chiều nay chúng ta họp đi. Viên màu vàng nên uống cùng viên ovan màu xanh. Viên tam giác màu đỏ cần uống với viên tròn màu trắng. Viên tròn trắng, viên tròn xanh thì nên uống khi ăn, nhưng không thể uống với viên dài màu trắng. Anh bận biểu gì thế? Tôi... Anh ấy đang lướt mạng. Lục Hiển, ngày nào cũng uống nhiều thuốc vậy sao? Tất nhiên rồi. Đừng nhầm thời gian và thứ tự uống nhé. Giờ không được trễ cử uống thuốc đâu. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Tôi có hỏi bạn gái mình, nếu bạn trai cũ đến tìm gặp, em sẽ làm gì? Cô ấy nói, bà kiểm tra đã đậu rồi, ai học lại làm gì? Có nghĩa là sao? Nghĩa là thế này, người yêu cũ là người ta muốn quên nhất. Mối quan hệ tốt nhất để giữ với người yêu cũ là không bao giờ gặp lại nữa. Anh nói đúng. Không nên liên lạc với người yêu cũ sau khi chia tay. Đông Hiền, anh sao vậy? Không có gì. Tiếp tục đi. Không tiếp tục nữa. Tôi phải chuẩn bị họp. Tôi cũng đi họp. Tôi đi đây, mọi người đi đi. Tạm biệt. Ngô Vũ, giám đốc Cố tình trạng tệ hơn rồi. Tôi không biết phải làm gì đây. Tình trạng của anh ấy thế nào? Giám đốc Cố mệt đến kiệt sức, chỉ ngủ 3 tiếng một ngày. 3 tiếng? Chưa hết đâu. Anh ấy vẫn luôn rửa tay vào buổi sáng và đeo găng tay ở nhà. Tình trạng còn tệ hơn trước. Còn gì nữa không? Báo cáo đi. Gì vậy? Tôi chỉ làm điều cần làm thôi. Báo cáo tình trạng của cố nhân tề, thực hiện bởi Lý Đông Hiền, ghi chép bởi Ngô Dũng. Phải 2-3 giờ sáng anh ấy mới ngủ được sao? Thời gian ngủ hiệu quả nhất chỉ có 3 tiếng. Không phải anh ấy ổn hơn rồi sao? Một chiếc máy tính hoạt động quá lâu rất dễ bị hỏng, kể cả khi để ở chế độ chờ, dòng đời của nó cũng giảm. Chúng ta phải làm sao đây? Khi máy tính bị đứng hoặc chương trình bị lỗi, chúng ta thường... Anh ấy là người, không phải máy tính. Như nhau thôi. Con người hay máy móc đều cần bảo trì, đều cần được chăm sóc. Nếu chương trình không phản hồi, phải tắt đi mở lại. Tôi truyền tin rồi đấy. Viện dưỡng lão tiên vật. Viện trưởng Tiêu, anh đến rồi. Viện trưởng Tiêu, chào bà. Bà thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Tốt rồi. Có cháu trai cháu dâu chăm sóc, bà sẽ sớm bình phục thôi à. Đúng rồi. Bà ăn cơm trước đi. Cảm ơn viện trưởng Tiêu. Đông Hiền, ra ngoài nói chuyện đi. Bà ơi, cháu ra ngoài một chút. Cứ đi đi, lát cháu quay lại. Bà ăn một miếng đi.
Tình trạng của bà anh gần đây khá tốt. Anh có nghĩ tới việc đưa bà của mình về nhà chưa? Tôi bận bịu công việc quá. Tôi thấy để bà ở đây với điều dưỡng vẫn tốt hơn. Tôi hiểu rồi. Viện trưởng, có chuyện gì sao? Gần đây viện dưỡng lão đang có rắc rối. Tháng sau nơi đây sẽ bị bán. Sao đột ngột thế? Nên là tôi mới bảo anh ghé để bàn về vấn đề chuyển bà đi. Trễ nhất là khi nào bà tôi phải chuyển đi? Vào cuối tháng này. Nhanh vậy sao? Nếu như anh thấy khó liên lạc với các viện dưỡng lão khác, tôi đã hỏi trước vài nơi rồi. Tham khảo cái này đi. Bà Trương với bà Châu từng ở cùng với bà tôi. Họ đi đâu rồi? Bà Trương thì chuyển thành phố khác, còn bà Châu về viện dưỡng lão ngoài ô. Vậy có nghĩa là mọi người sẽ bị tách ra. Phải. Anh nhìn những bà cụ đó đi. Họ đã sống ở đây rất lâu rồi. Họ gần như là gia đình rồi. Nhưng giờ họ phải rời đi. Giám đốc Cố đi viện lúc 9 giờ sáng. Chắc buổi chiều anh ấy sẽ về. Giờ này anh ấy không có nhà. Anh đợi em một chút.
Đây là xà phòng rửa tay dịu nhẹ, dùng sẽ ổn hơn với vết thương. Song Kiều, kéo rèm lại đi. Anh muốn làm việc trong yên tĩnh. Cái này gọi là anh bạn sợ bẩn, còn đây là anh bạn sức mướt. Chúng cần ánh mặt trời mỗi ngày, chúng cũng cần nước mỗi ngày. Anh đừng có để chúng chết đấy. Sao em đặt tên kỳ cục thế? Dễ thương mà. Sao thế? Anh cần phải nghỉ ngơi. Giờ mới buổi trưa, trưa thì nên chợp mắt một chút chứ. Để anh làm việc thêm chút nữa. Công việc làm không hết đâu. Anh cần phải nghỉ ngơi để có thêm năng lượng tập trung vào công việc. Đợi đã. Ở lại với anh đi. Em phải đi dọn dẹp. Không có em, anh không ngủ được. Ngoan nhé, nghỉ chút đi. Chờ với ông chủ nhé. Thằng bé sao rồi? Bố, bố đã hỏi rồi, thì con nói luôn. Hôm nay con tới bệnh viện. Nhân tề bị tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi uống thuốc. Nó không ăn, không ngủ được. Bác sĩ nói, phải đợi thằng bé khỏe hơn mới giảm liều lượng thuốc được. Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ, con thấy thương quá. Bệnh đó là nó tự mắc phải. Nó đáng bị như thế. Bố, con biết. Bố cũng thấy thương nhân tề. Sao bố không nói thẳng ra? Biết đâu sức khỏe thằng bé sẽ ổn hơn. Nói thẳng ra, con muốn bố công khai chuyện đó trước công chúng đúng không? Con muốn công ty hoạt động không đấy? Con muốn cả nhà của ta và công ty của nhân tề bị cuốn vào sóng gió sao? Nếu bố chịu đính chính, không phải sẽ có lợi cho cả hai sao? Sao bố không chịu nói gì? Ngay khi bố đặt chân tới chỗ họp báo, các công ty đối thủ vốn thua chúng ta sẽ lợi dụng điều đó và hất cẳng chúng ta. Bố không thể mạo hiểm vậy đâu. Mạo hiểm? Sức khỏe nhân tề thì không quan trọng mà. Bố không phải bác sĩ. Bố mà làm rõ mọi chuyện, có chắc nó hồi phục không? Nó nên uống thuốc đủ và dưỡng bệnh đi. Đến cuối cùng, bố vẫn chỉ quan tâm công ty và danh tiếng chứ không quan tâm hạnh phúc của nó. Bao năm qua bố chẳng thay đổi gì cả. Phim sắp bắt đầu rồi, xin đưa giấy tôi kiểm tra. Xin lỗi, bạn gái tôi vẫn chưa tới. Tôi sẽ vào sau. Được rồi, phía sau cho xem vé. Cô lên trước đi. Của anh đây. Mau lên. Tôi đến được rồi. Đây, của anh đây. Hành lang ở phía sau, lối này. Nhanh lên. Em đang ở quầy kiểm vé, không gặp không về.
Chị mới vừa tan làm. Tôi về đây, phải mất khá lâu nữa. Em vào trước đi, chị tới ngay. Chu Nghiên, có một cuộc họp khẩn cấp, cô hãy chuẩn bị đi. Nhưng sếp, tôi tan làm. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Anh bạn sướt mướt. Sao em đặt tên kỳ cục thế? Đợi lâu thế, sao em còn ở đây? Đúng là ngốc. Chu Nghiên, chị tới rồi. Em không nằm mơ chứ? Chị xin lỗi, chị tới muộn. Đừng giận chị, được không? Hãy hứa với em một điều, em sẽ không giận chị. Nói đi, em muốn gì chị đồng ý hết. Em muốn chị ở bên em mãi mãi. Được thôi, mãi mãi không rời xa em. Cố Nhân Tề, chăm sóc bản thân tốt nhé. Nếu anh không ổn, em sẽ cảm thấy là lỗi của mình mất. Nên hãy làm gì em nhé. Anh phải sống thật tốt.
Đông Hiền, anh sao vậy? Tôi không sao. Tôi bị phân tâm. Giám đốc Cố khỏe chứ? Sức khỏe sao rồi? Anh ấy đang dưỡng bệnh ở nhà. Anh ấy đang uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Vậy tốt rồi. Phải rồi. Anh ấy thật ra rất quan tâm tình hình của cô ở công ty. Tuần sau đội phát triển sản phẩm của ta phải có 3 sản phẩm mới, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch lớn của chúng ta. Sao vậy Hồ Hù? Giám đốc Cố đang nghỉ. Ông của anh ấy đã tiếp quản công ty. Ông ấy yêu cầu họp tất cả trưởng phòng nghe, rồi đặt mục tiêu khó. Ông ấy còn nói, nếu không đạt được mục tiêu, ta sẽ bị sa thải. Ngô Dũng, bộ phận IT có bị ảnh hưởng gì không? Không, có cách giải quyết thôi mà. Cô còn lo chuyện người khác. Chú Kim chưa nói sao? Nói gì? Tôi vừa ra ngoài nghỉ một lát, tôi vẫn chưa về lại văn phòng. Hôm nay khi ông Cố đến, đã xem hồ sơ tất cả các phòng. Ông ấy rất hay phàn nàn về bộ phận của cô. Không phải chứ, nhóm chúng tôi vừa mới trở lại. Không phải ông Cố gây khó gì cho cô sao? Ông ấy nói bộ phận vệ sinh thủ công phải thuộc 3 nhóm làm việc tốt nhất. Nếu hiệu suất làm việc không cải thiện, ông ấy sẽ cắt nhân lực nhóm cô. Nằm top 3 hả? Đúng là nhiệm vụ bất khả thi mà. Song Kiều, cô có nghĩ ông Cố cố ý nhắm vào bộ phận của cô không? Cô hãy mau nghĩ cách kiếm thêm đơn hàng cho nhóm mình đi. Đơn hàng. Đông Hiền, xin hãy chuyển viện cho bà trong tuần này. Sao mà trông anh lo lắng vậy? Không có gì. Viện dưỡng lão không cố nổi nữa. Họ sắp đóng cửa rồi. Bà tôi và những người khác bị buộc phải tách ra. Nếu anh cần giúp đỡ, cứ nói chúng tôi biết. Nếu cần chuyển đồ thì gọi chúng tôi. Nghề của tôi. Song Kiều, có vẻ cô tìm được đơn hàng rồi. Một công đôi việc với Đông Hiền, bộ phận thủ công và viện dưỡng lão. Anh nói đúng. Bộ phận thủ công có thể tạo một môi trường mới cho viện dưỡng lão. Nếu như tỷ lệ người đăng ký vào đó tăng, họ sẽ không phải đóng cửa. Tôi thấy ý đó rất hay đó. Như vậy đi, tôi sẽ liên hệ với viện trưởng trước, rồi hôm nào chúng ta đến đó nghiên cứu. Thấy sao? Được đấy. Thưa ông, tên cháu là Thị Song Kiều. Cháu tới để thực hiện nghiên cứu. Ông ơi, ông nghe cháu nói không? Tên cháu là Thị Song Kiều. Chuối à? Ông không thích chuối. Ông thích táo. Cháu chào ông. Cháu là ai? Cháu là Hồ Hù. Ăn quýt đi. Vâng, cảm ơn ạ. Cháu gái bà ngoan lắm. Để bà giới thiệu nhé. Nhìn ảnh cháu gái bà xem. Cháu gái bà giỏi hơn. Xinh chưa này? Nhưng cháu, bà thấy nó rồi. Không hề xinh tí nào. Cháu gái tôi xinh hơn cháu gái bà nhiều. Nói dối. Thì Song Kiều. Sơn tặc ư? Sơn tặc sắp cướp tôi rồi. Không phải. Ông ơi, cái bà này, bà ấy. Còn ảnh thì sao? Sao hả? Tôi đánh bà đó. Ăn quýt đi. Tên cháu là gì? Ăn quýt đi. Đây. Vâng. Cháu. Ông ơi. Song Kiều. Bà bên kia nói giới thiệu tôi cháu gái của bà ấy. Tôi bảo là tôi có bạn gái rồi. Thì họ đánh tôi. Tôi bảo ông ta tôi tới nghiên cứu. Nhưng ông ta lại nghĩ tôi đến cướp. Cậu trai trẻ. Mệt rồi à? Dạ không. Nhìn Ngô Vũ. Sao giỏi vậy chứ? Đây chàng trai. Đúng đó. Sao nổi tiếng thế? Cách gì vậy? Ta sẽ thắng. Đừng ngại nha. Cứ ăn đi. Để tôi kể một chuyện cười. Hôm nay tôi vừa phát hiện, ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa có thể nói chuyện với Ngô Vũ mà không khó xử. Tôi đã sốc đấy. Cảm ơn. Buồn cười nhỉ? Không hề. Tôi nghiêm túc đấy. Nghĩ mà xem, từ khi nào mà anh nói chuyện dễ dàng với người lạ vậy? Phải đấy Ngô Vũ. Sao những người lớn tuổi thích anh nhiều vậy?
Tôi chỉ là ngồi bên và lắng nghe họ thôi. Chỉ vậy thôi. Đúng rồi. Vừa nãy có một bà nói chuyện với tôi. Mặt bà ấy gợi tôi nhớ đến bà của mình. Chắc họ cũng xem tôi là cháu trai. Tôi cũng nhớ bà tôi nữa. Khi tôi ở nhà, tôi có nói gì, bà vẫn cười tươi. Nhưng thật ra bà ấy có hiểu gì đâu. Bà thích ngắm bọn trẻ náo nhiệt thôi. Nhìn các cháu cũng đủ làm bà vui vẻ rồi. Thật ra điều người già cần đơn giản lắm. Chỉ cần có người bầu bạn. Họ để lại mọi thứ mình trân quý nhất cho con cháu. Dù không còn nhớ gì, họ cũng không quên con cháu thích gì nhất. Tôi nghĩ tôi đã biết người già cần mái ấm thế nào rồi. Nếu người trẻ sống ở viện dưỡng lão, liệu nơi này có cảm giác như gia đình chứ? Nhưng sao người trẻ lại vào đây sống được chứ? Nếu là mọi người, thì mọi người sẽ vào đây ở trong tình huống gì? Nếu nó miễn phí, vậy hãy cho người trẻ ở miễn phí. Nghĩ mà xem, hiện nay chi phí tốn kém nhất của giới trẻ là tiền thuê nhà. Nếu những người trẻ này có thể đến viện dưỡng lão để dọn dẹp và nói chuyện cùng với người già, thì có thể cung cấp chỗ ở miễn phí cho họ. Nếu vậy, không chỉ người trẻ được nhẹ bớt gánh nặng, mà người già cũng có lợi. Nhưng nghe không phải buồn cười quá sao? Tôi lại thấy thú vị. Vậy thì sao? Hãy đưa đề xuất này lên ban giám đốc. Nếu họ đồng ý, ta sẽ đưa vào thực tiễn. Thấy sao? Làm thế đi, giám đốc Cố. Tuần này các bộ phận hoạt động suôn sẻ như mọi khi. Tuần sau phòng IT sẽ ra mắt sản phẩm mới. Còn nữa, ban giám đốc đã từ chối đề xuất của bộ phận thủ công. Ông của anh đã đặt mục tiêu khó cho bộ phận thủ công. Họ đang tìm kiếm yêu cầu phù hợp. Thật ra hai hôm trước, Song Kiều đã nghĩ ra đề xuất. Tuy nhiên, nó có vẻ không khả thi và bị từ chối rồi. Đề xuất gì cơ? Cho người trẻ ở viện dưỡng lão miễn phí, nếu họ chịu dọn dẹp. Mặt khác, người già ở đó sẽ có thêm người bầu bạn. Mặt khác nữa, điều này có thể giảm áp lực tài chính của người trẻ. Tôi thấy hay đấy chứ. Sao lại bị từ chối? Chủ yếu do lối sống khác biệt lớn, có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thật ra không phải là một vấn đề lớn. Khi làm một dự án, không nên ưu tiên chi tiết trước. Đầu tiên phải nghĩ cách làm sao nhanh và dễ dàng. Hơn nữa, vấn đề này không khó, dễ giải quyết mà. Có hai cách. Đầu tiên, xét điều kiện tư cách của người trẻ, phân ca công việc. Phiền cậu giúp tôi chuyển lời là cô ấy có thể tiến hành. Phải rồi. Đừng kể ra tôi nói vậy nhé. Hội đồng quản trị nói sẽ không xem xét đề xuất. Triển lãm thượng đỉnh mới của tập đoàn BG sắp bắt đầu. Tôi thấy đề xuất này là đại diện đắt giá của Linford. Nếu chúng ta nhận giải thưởng và được tập đoàn BG công nhận, tôi chắc chắn hội đồng quản trị sẽ xem lại. Nếu cố nhân tài ở đây, anh ấy sẽ làm gì? Trước khi lên kế hoạch cho khách hàng, em cần phải biết yêu cầu cơ bản của họ là gì. Nhưng em không biết người già nghĩ gì cả. Em từng nghe qua chưa? Thi thoảng người già phàn nàn với con cháu. Khi ông bà già rồi, cũng không cần chăm sóc, cứ gửi vào viện dưỡng lão. Và rồi con cháu sẽ thường nói, sao chúng con có thể đưa ông bà tới đó được chứ? Em nghĩ vậy nghĩa là sao? Hình như viện dưỡng lão không phải là nơi tốt đẹp gì trong mắt người lớn và con cháu, vì người ta có thành kiến với viện dưỡng lão. Lý do rất đơn giản. Có vẻ viện dưỡng lão chưa tốt thật. Em đã nghiên cứu rồi, em thấy điều gì? Chất lượng điều trị và hộ lý ở viện dưỡng lão rất tốt. Nếu như người già có gặp vấn đề về sức khỏe, họ có thể kịp chữa trị. An toàn và hiệu quả hơn nhiều so với môi trường sống ở nhà. Thật ra, người già được chăm sóc rất tốt ở đó. Nhưng cuộc sống không phải là công việc. Người không phải là người máy.
Em nghĩ xem, nhà của em thế nào. Khi em về nhà, bố em đã chuẩn bị xong một bát thức ăn nóng hổi cho em. Tầm giờ đó thì Tuấn Kiệt sẽ chạy qua kiếm chuyện cãi nhau với em. Còn gì nữa không? Viện dưỡng lão không ấm cúng, nói đúng hơn là một bệnh viện lớn đủ tiện nghi, không gian sạch sẽ. Ở đó cung cấp mọi thứ cần thiết cho người già, nhưng không khiến họ mãn nguyện, ước muốn về một mái ấm. Phải rồi, đó là cái ta cần giải quyết. Em hiểu rồi, nhiệm vụ của bọn em là biến nó thành mái ấm cho người già. Trọng tâm mái ấm không phải ở bố trí nội thất, mà chính là con người. Đúng rồi, đó là điều em có thể làm. Em đã vất vả rồi, đừng làm việc muộn quá. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn em. Độ sợ bẩn của cố nhân Tề. Mức độ sợ bẩn của cố nhân Tề.